thế giới giờ nó đảo lộn các bạn. Thế giới này giờ mình cảm thấy thế giới nó đảo lộn. Người ta hay nói là khách hàng là thượng đế. Nghĩa là các hãng hoặc là các sản phẩm nào ra, người ta phải xem coi khách hàng thích cái gì, người ta phải chiều theo cái khách hàng. Các bạn thấy hãng, các hãng xe của Mỹ không? Nó phải xem coi cái thị hiếu của người tiêu dùng, người khách hàng như thế nào. Người ta cứ thiết kế xe ra để người ta phục vụ khách hàng. Chỉ có xe điện Việt Nam, VinFast của mình thôi á, là khách hàng á, là phải chiều theo cái xe điện VinFast. Các tiếng mua hôm qua về lỗi, gọi từ sáng giờ mấy lần chưa sửa rồi. Đấy, hôm qua kẹt cửa không ra được. Và đây nữa là một video của một trong những người mà chủ sở hữu chiếc xe điện VF9 mà người ta mới mua ngày hôm qua, mà hôm nay xe đã chết máy rồi các bạn, chạy không được luôn đó các bạn. Đấy, cửa tự động thì tự nhiên không ra nổi. Hiện nay thì cộng đồng Việt Nam mình thì đã biết rõ là xe điện VF8, VF9 thì hay bị cái bình 12V này bạn, nó mất nguồn á, tức là nó hay chết pin rồi xe làm xe chạy không được. Nó các bạn thấy họ mới mua ngày hôm qua đó nha, mà hôm nay thì mang về nhà thì cái bình 12V này đã chết rồi, nên xe nó không có mở máy, không chạy được. Cho nên cứ bị như vậy ảnh hưởng đến công an việc làm của khách hàng các bạn. Sao ấy? Bây giờ cứu hộ là chuyển về đâu? Các bạn thấy những người mà ta đã sở hữu xe điện VinFast á, có nhiều người ta cũng nói là không phải là ai mua xe điện VinFast cũng được. Và thấy nhiều khi các hãng xe khác hoặc là các hãng xe điện khác á, là ai mua cũng được hết. Nhưng mà đối với xe Việt Nam VinFast mình là không phải ai mua cũng được. Đó, tại vì mỗi người có một cái cá tính khác nhau, cho nên không phải ai cũng mua mà đi xe điện VinFast được. Và những người sau đây các bạn mới mua được xe điện VinFast. Cá tính đầu tiên á, khi các bạn mua xe VinFast là các bạn phải có tính kiên nhẫn. Thứ nhất á, là cái người mà nóng tánh á, hoặc cái người mà cái gì là lúc nào cũng ào ào hoặc là nóng tánh á, sẽ không có mua được xe VinFast. Tại vì xe điện VinFast nó quá mới, quá trẻ trung thì đương nhiên nó sẽ gặp nhiều lỗi. Mà cái phần lỗi mà mình nói là lỗi nặng nhất mà hiện nay mà hầu hết cộng đồng Việt Nam mình nó đều biết tới á, là cái bình 12V, tức là nó là 12V nó hay bị sụp nguồn á. Cộng đồng Việt Nam mình hiện bây giờ là ai cũng biết được là cái lỗi lớn nhất của xe điện VinFast là cái gì? Là cái bình 12V nó hay bị sụp nguồn, nó bị mất rất là mất điện á. Đang chạy thì nó mất điện, nó đứng đường. Các bạn thấy không? Anh Tom Bang chia sẻ rồi. Nhiều người chủ sở hữu VF8 và VF9 người ta cũng chia sẻ được là xe nó hay nằm đường. Đó. Cho nên khi nằm đường như vậy thì nó ảnh hưởng đến quan việc làm của mình. Đó, cho nên các bạn phải kiên nhẫn. Nhiều người ta nói rằng là phải đi ra ngoài xe rồi 15 phút trở lại xe thì nó sẽ hoạt động lại được. Hoặc là phải gọi cho mobile service, tức là customer service của VinFast, thì người ta sẽ gửi đưa xe tới, người ta sẽ sạc cái bình, người ta kéo hoặc là kéo về hãng người ta sửa, hay là người ta có thể sạc cái bình 12V cho mình. Đó. Cho nên nhưng mà các bạn phải kiên nhẫn. Cho nên mà ai mà nóng tánh mà ào ào á, tức là không có mua được xe VinFast, tức là mua xe VinFast sẽ rất là bực mình, giận dữ. Đó. Cho nên á, các bạn nó phải tập cái tính kiên nhẫn. Thì mình thấy mua xe VinFast thì cái tính này cũng hay, tại vì khi mua xe VinFast á, tự nhiên nó thay đổi con người của mình, nó làm cho con người mình nó hoàn thiện hơn, thì tính kiên nhẫn cũng tốt, nếu mà tập được cái tính nhẫn cũng tốt. Nhưng mà mình không nghĩ là ai cũng tập được cái tính này. Cái tính thứ hai là khi các bạn mua xe VinFast, các bạn phải nhìn xa. Ví dụ như ai mà làm trong y khoa hoặc là bác sĩ hay là gì đó mà người ta có bệnh nhân đợi á, không nên mua xe VinFast. Tại vì khi mua lỡ xe nằm đường, các bạn thấy ảnh hưởng, giống như các bạn thấy bác sĩ Hà Nội Việt Nam người ta đã chia sẻ như vậy. Người ta nói là khi mà bị như vậy nó ảnh hưởng đến công việc làm của họ. Cho nên nếu mà ai mà làm giống như làm boss nè, làm giống như là ông chủ hay là gì đó, làm chủ kinh doanh hoặc là gì đó, mà thì khi mà bị đứng đường thì không ảnh hưởng đến công việc làm của họ, tại vì họ là chủ mà, cho nên họ đi trễ không có sao. Thì ví dụ nếu mà có ai mà công việc làm mà giống như là nó gọi là flexible hour, tức là cái giờ mà nó không có cập rập á, đúng á, thì mình nghĩ là mua xe điện VinFast thì lỡ có bị chuyện gì thì cũng không có ảnh hưởng gì đến công việc làm của họ. Còn ai mà có công việc làm như là giờ giấc mà đâu ở đấy thì làm như vậy, lỡ đang đi làm mà lỡ xe đầm đường như vậy thì ảnh hưởng đến công việc làm của họ rất là nhiều. Cho nên mình phải biết là nhìn xa, và lúc nào mình cũng phải chuẩn bị tinh thần xem coi xe nó bị cái gì như vậy đó. Thì các bạn cũng thấy rồi, chia sẻ có nhiều người ta nằm đường xe như vậy đó, tại vì cái xe quá mới mà, cho nên cái đó mình cũng phải đề phòng một chút xíu. Khách hàng nào mà mua xe VinFast đó là phải tập cái tính kiên nhẫn, phải tập kiên nhẫn là một, và cái thứ hai là phải dễ chịu. Đó, cái tính mà ai mà nóng tánh mà là khó chịu hay là không có mua xe VinFast được. Tại vì các bạn thấy không, người ta chia sẻ các bạn ví dụ như là VF9 đó, các bạn mua xe các bạn thấy nắp capo nó bị dán, người ta dán bằng keo hai mặt, bạn hoặc là nó off air, hoặc là nó không có, nó nhìn nó không có giống như là sang trọng.
thì cái đó mình cũng phải du di chút xíu hoặc là phải dễ chịu. Thứ hai là cái tấm này được dán bằng keo hai mặt lại thường và không có đều, dán không có đều nha. Ngay cái miếng này mình đã dán không có đều luôn, nó bị lõm vô. Và đây là trải nghiệm thực tế của cái chủ sở hữu chiếc xe điện VF9 này, họ mới mua các bạn, là cái nắp capo này dán bằng băng keo hai mặt đó nha. Thứ ba là xe này hay bị sập nguồn. Đây nó tất cả những cái chi tiết đều làm không có sắp xảo nha các bạn. Các bạn cũng biết được đó là xe điện VF9 là xe điện hạng sang, mà hiện nay ở Việt Nam thì giá là hơn 1 tỷ đồng Việt Nam các bạn. Bung lên, cái này bị bung lên. Bung lên là nó bị chày nữa chứ. Ai mà có tính mà khó chịu là không có đi được xe điện VinFast. Các bạn phải tập cái tính dễ chịu chút xíu. Tức là đừng có mà khó khăn, đừng có kỳ kèo, đừng có khó chịu về mấy cái giống như là mấy cái lỗi nhỏ của nó. Ví dụ như là mấy cái nắp capo dán bằng keo hai mặt, hoặc là mấy cái lỗi mấy cái khí hoặc là gì đó, thì mấy cái lỗi như là nhỏ đó thì nhiều khi người ta dễ chịu, người ta du di cho VinFast, người ta nói ok, người ta không có quan tâm nhiều đó. Còn những người mà ta khó chịu quá thì người ta nhìn xe tới người ta bỏ hàng tỷ đó, bỏ hơn tỷ người ta mua xe điện VF9 á mà hàng sang á, mà người ta cảm thấy giống như là xe nó không có sang trọng lắm, người ta nhìn vậy người ta không có đồng ý, người ta không có chấp nhận được. Ở trên nền nó mua xe điện VinFast là các bạn phải tập cái tính dễ chịu chút xíu. Nói chung mua xe điện VinFast thì nó thay đổi cái con người của mình như vậy. Mình thấy cái này hơi khó, tại vì nhiều người đâu phải là ai cũng thay đổi tính được. Người ta nói là giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời. Nhiều người cái tính ta như vậy rồi, người ta cũng đâu thay đổi được. Cho nên nếu mà như vậy thì các bạn phải mua xe điện khác, hãng khác. Còn các bạn mua xe điện VinFast á, nếu mà các bạn muốn ủng hộ hàng sản phẩm Việt Nam và các bạn muốn mua xe điện VinFast á, thì cũng bắt buộc các bạn phải tập cái tính này, phải tập cái tính là kiên nhẫn lại, chịu đựng lại, dễ chịu đó, và du di chút xíu, đừng có để ý mấy cái nhỏ. Thì lúc đó thì các bạn mới mua xe điện VinFast được. Thì mình thấy ở Việt Nam á, mà ai mà mua xe điện VinFast thì dân có tiền để mua được đó. Còn nếu mà dân mà làm công nhân hoặc ai mà làm giống như là lương mà 3 cặp 3 đồng thì làm sao mà mua nổi xe điện VinFast cái hàng tỷ đồng. Các bạn thấy lương công nhân Việt Nam mình chỉ có 300-400 đô la Mỹ một tháng, bạn thấy không? Nhiều khi người ta làm mà ăn không đủ ăn nữa, rồi người ta phải nuôi gia đình nữa, cho nên nhiều khi người ta chật vật cuộc sống, cho nên sao có tiền mua xe ô tô được, huống chi là đây là nói xe điện. Cho nên dân phải có tiền ta mới mua được, tức là dân phải dư tiền. Khi mà người mà ta có tiền nó mà không phải là dư giả mà ta mua xe điện á, tính phát là để ta đi làm mà ảnh hưởng đến công an việc làm của ta, có thể là mất công an việc làm, các bạn đang rất là nguy hiểm. Cho nên dân phải dư tiền á, người ta mới mua xe điện phát. Tại vì lỡ có bị gì á thì Việt Nam nó cũng dễ, vì nó kêu không sao hết á. Nếu mà mua xe điện này có hư thì đối với họ thì không có sao, tại vì người ta có thể gọi VinFast tới, người ta có xe khác người ta đi đó. Việt Nam mà các bạn thấy Việt Nam xe ô tô đâu phải là ai cũng có xe ô tô đâu. Dân có tiền, dân giàu người ta phải có tiền, người ta có tiền người ta mới mua xe ô tô. Phần lớn là xe gắn máy, các bạn thấy không? Cho nên nó nhiều khi á, là người ta mua xe VinFast mà nó bị nằm đường hoặc nó bị hư bình 12V hoặc bình AC mấy lần. Các bạn thấy mùa hè đi nóng mà đâu có vô xe được, trong xe và 40 độ C, trời ơi, giống như một cái lò thiêu như vậy, sao các bạn ngồi được? Cho nên nó phải lúc đó phải gọi VinFast tới sửa, thì lúc đó phải có xe khác để giống như là mình phòng hờ để mà mình lấy xe đó mình đi làm được. Mà đó là lý do của những người ta từng sở hữu xe điện VinFast ở Việt Nam có chia sẻ, tức là khi mua xe VinFast các bạn phải nên làm gì, phải thay đổi thế nào các bạn mới mua được xe VinFast. Thì đó, mình cảm thấy giống như là mình mua xe VinFast này nó thay đổi con người của mình luôn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc mấy cái tính này thì cũng là tính tốt thôi. Nếu mà các bạn thay đổi được mấy tính này là tính tốt, là kiên nhẫn nè, chịu đựng nè, từ từ, tính dễ chịu chút xíu, rồi du di chút xíu, thì mình thấy cái tính này cũng hay. Mình không biết là cái này có phải là chủ định của VinFast ngay từ ban đầu khi mà chế tạo ra cái xe điện VinFast hay không. Còn theo nhiều người ta cũng không có thay đổi được, nhưng mà thì ai mà có tính mà cảm thấy là không thay đổi được thì đừng nên mua xe điện VinFast. Còn nếu mà ai cảm thấy được, nếu mua xe điện VinFast mà người ta có thể thay đổi tính tình của họ để trở thành có thể là kiên nhẫn hơn, hoặc là chịu đựng được hơn, hoặc là dễ chịu hơn á. Nhiều người ta nghĩ là muốn mua xe điện để ủng hộ xe Việt Nam á. Nếu mà các bạn có mấy yếu tố đó thì mới nên mua xe VinFast. Vậy các bạn nghĩ sao về cái điều này? Các bạn hãy đóng góp ý kiến chia sẻ ở phần comment ở dưới nha. Thôi mình xin thân ái chào tạm biệt các bạn, và mình hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp lần tới. Bye bye nha.